Bạn đang nghe từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. 5 chữ đừng mà phụ nữ thông minh luôn khắc cốt ghi tâm, dọn sẵn đường lui cho mình. Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn ghi lòng tạc dạ 5 chữ đừng này, để dù trời có sập xuống, họ cũng chẳng sợ vì đã dọn sẵn đường lui cho mình. Muốn không bị làm khổ bởi đàn ông, phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm những bài học đắt đỏ này. 1. Đừng phí hoài thời gian trông chờ bờ vai. Phụ nữ thông minh hay khờ dại hoàn toàn có thể sống độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả đàn ông. Vì có ăn học đàng hoàng, có sự nghiệp để theo đuổi, có tiền mình làm ra, thì hà cớ gì phụ nữ cứ phải mang mình đi tiếp thị khắp nơi để tìm kiếm một người đàn ông. Hãy biết hạnh phúc với thực tại, với chính mình, thì bạn sẽ nâng cao giá trị bản thân. Khí chất, cốt cách và sức hấp dẫn của một người phụ nữ đến từ sự tự tin, tràn đầy năng lượng sống và sự duyên dáng khi chuyện trò, chứ không phải là những câu thả thính trên mạng xã hội. Xinh đẹp đáng yêu thế này mà vẫn không có người yêu, em cần một bờ vai. 2. Đừng là người phụ nữ đảm đang. Phụ nữ nông cạn thường dại khờ biến mình thành giúp việc không công của đàn ông. Họ đến nhà, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, trong khi đối phương ngồi chơi game và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì điều ấy. Thậm chí, họ còn xem đấy là cơ hội để mình có thêm điểm cộng trong mắt người yêu, thể hiện rằng họ hoàn toàn có đủ khả năng quán xuyến gia đình sau này. Phải chờ đến khi chồng ngoại tình, khi đã dồn hết sức vun đắp cho gia đình, nhưng lại bị đối xử tệ bạc, phụ nữ mới chợt tỉnh ngộ, mới nhận ra rằng mình đã sai lầm. Phụ nữ muốn hạnh phúc, hãy ngừng hy sinh, hãy ngừng ôm hết việc vào người, nếm đủ thua thiệt để nhờ những điều tốt đẹp cho người thân. 3. Đừng tha thứ cho đàn ông ngoại tình. Khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, đàn ông nào cũng đổ lỗi cho việc bị nhân tình quyến rũ, do hoàn cảnh đẩy đưa, do say nên mất tự chủ. Hiếm đàn ông nào dám nhận lỗi, dám nói câu anh xin lỗi, anh sai rồi trước người phụ nữ của mình. Là phụ nữ, nếu chót nghĩ chỉ cần dùng tình yêu để cảm hóa thì dù có là con ngựa bất kham, đối phương cũng sẽ quy phục, thì bạn đã lầm. Chót tin vào lời giải thích của đàn ông bội bạc đồng nghĩa với việc nửa đời còn lại bạn sẽ bị dối lừa thêm nhiều lần nữa. Hãy nhớ, ngoại tình xuất phát từ bản tính trăng hoa, lăng nhăng, chứ không chỉ là một phút nhất thời. Đàn ông ngoại tình một lần là đã hết hạn sử dụng, đừng tiếc kẻo thiệt thân. 4. Đừng chỉ mải mê hẹn hò mà bỏ quên bạn bè. Nhiều bạn gái khi yêu thường chỉ biết quan tâm đến người mình yêu mà quên đi bạn bè, người thân hay những người xung quanh mình. Tuy nhiên, nếu yêu mà lãng quên hay đóng sập cửa với hầu hết các mối quan hệ xung quanh, thì đó là điều ngu ngốc, không tốt chút nào. Hãy nhớ, yêu thì bạn cứ yêu, nhưng vai trò của gia đình, bạn bè trong cuộc sống hàng ngày của bạn cũng quan trọng không kém. Đừng bao giờ chỉ vì một người đàn ông mà bạn lãng quên họ. 5. Đừng thay đổi tất cả để trở nên hoàn hảo trong mắt chàng. Khi yêu, nhiều bạn gái thường có sự quan tâm quá đà đối với bạn trai họ, nhưng sự quan tâm thái quá ấy của bạn lại gây ấn tượng rất xấu đối với người yêu. Thật ra, bạn không cần phải chia sẻ tất cả các sở thích của bạn để trở nên hoàn hảo hơn trong mắt chàng, bởi vì điều này thực sự rất ngu ngốc. Bạn cũng đừng nên quan tâm thái quá tới người ấy. Hãy để chàng có không gian riêng cho bản thân. Nếu bạn quan tâm tới người ấy quá nhiều và đặc biệt tự nguyện thay đổi tất cả vì chàng, thì lâu dần chàng sẽ cảm thấy khó chịu, ngột ngạt và thậm chí nổi cáu hay lừa dối bạn từ những việc nhỏ nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha! Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé! Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!